Và một lần nữa kính thưa toàn thể gia đình tang nguyên và kính thưa toàn thể các bác và các chị em đã có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Trong giờ phút này em cháu cùng đến sự vụ mai táng trời hồng Nguyễn Sơn, trước cùng để đến chia buồn đau thương mong với gia đình tang nguyên. Và sau đám chốc được chấp thuận gia đình tang nguyên, em cháu sẽ đi dở ra một lớp tôn, đó là nghệ thuật vĩnh phú hoàng trừ tà ma sát vị phò linh cùng tán an nơi phòng mộ. Và trước khi cháu bước vào làm lễ động quan, và ông nên cháu cũng xin thông báo bà con cô bác và các anh chị em, trong khi cháu bước vào làm lễ động quan thì đây cái chấm cầu không còn hoạt động nữa. Và sau khi cháu làm lễ động quan xong thì chấm cầu hoạt động lại chấm ba để đưa tượng linh cụ của bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Và trước khi cháu bước vào làm lễ động quan thì đây cháu xin nhắc toàn thể bà con cô bác và các anh chị em lưu ý, trong khi cháu bước vào làm lễ động quan thì bà con cô bác và các anh chị em không nên bước vào lên trên để thắp hương hay là nguyện hương nữa. Tại vì đây chúng em có múa đao, múa kiếm và múa lửa. Trong khi em cháu làm vụ sợ bà con cô bác và các anh chị em bước vào lên trên, sợ em cháu làm chúng Phật lòng bà con cô bác và các anh chị em thì em cháu cũng không muốn. Và trước khi em cháu bước vào làm lễ động quan thì bà con cô bác và các anh chị em phối hợp trên cọp. Giờ chúng sau đây em cháu cũng sẽ được mở phép bắt đầu. Này đi tất cả bà mừng tứ sinh, bây giờ anh em ta đang vượt núi băng rừng, nay cháu về đây, anh em hãy cùng ta xâm nhập vào Liễu Nha Trang đó nghe chưa? Hãy dựng binh hạ trại, hãy đại ca xâm nhập vào đồng thám qua cỏ tường trăng giả đi nghe. Này quả thật trăng quả thật, ắt thì ắt trăng say, lão bà đã tới hạt quy tiên, còn khổ hoàng tài thì nằm tại tư gia. Này hỡi bà quần tư sĩ, này cửa nhà môn ta đã mở, ai sâu trong nhà nội thì gặp u tối. Các người hãy thắp đuốc lên để sống vào bên trong thám và cỏ tường trăng đá. Cáo của ắt thì ắt trắng say, lão bà đã tới hạt quy tiên,
đầu xin quỳnh bào chữ trăm. Này nhị đệ, này tam đệ, này tư đệ, nay ta phong chức cho ba đệ là tử cướp khâm quan, phải xông thẳng vào trong bắt cho được chúa động ma quạt và lời yêu nghiệp, để chúng ta hò linh cũ mà lên đường thượng lộ đó nghe chứ. Nhập giả khâm quan. Này các con, có kẻ là đến để sơ trời cho ta. Do một lần đời kính thưa toàn thầy và các bác và các chị em chẳng có mặt trong buổi tăng lễ hôm nay. Giờ này em cháu của Đinh xin chỉ đường mai táng cho Hồng Nguyễn Sơn. Trước cùng vợ ra một lớp tuần đó là nghe từ Quýnh Phó Hoàng Trường Tà Ma sắp về vòi lên cù tán ăn năm bộ. Và trước khi em cháu bước vào làm lễ đồng quan, nếu ở đây em cháu có làm gì bằng lòng bà con các bác và các chị em xin niềm tình tha thứ bộ qua cho. Loại trời ơi à, đó tiêu diệt được loại yêu nghiệt này để vòi lên cù mẹ bà chúng ta hay không? Thì bà con các bác và các chị em sơ hào phao tham dạy. Ây à, này tất cả anh em, chúng ta còn 40 phút nữa và thời gian chúng ta còn được 40 phút. Các anh em hãy trở về đúng thời gian quy định, đúng 10 giờ chúng ta phải đọc và hạ nguyện theo gia đình của theo chú gia của gia đình. Ai 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 chào. Yeah.
ha ha ha. Đây này nhị này, rồi cái việc giữa cầm của chúng nó cái cầu cùng để hãy cạn tặng xâm nhập vào cầm nó nghe chưa. Để ta điểm coi. Ai nè, bỏ cái ngu chưa, thì bự nó không lấy gì nhỏ. Quá gà là gió không có loài yêu gì rất mạnh dạng. Quá ha ha. Tạm đề nghị để có chuyện là đấu được hay không. Quá ha 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 ha. Quá giờ cảm ơn cũng rất nhiều. Dạ cảm ơn một con cậu bác và các chị em rất nhiều ạ. Đại dương à, cứu tiểu yêu thì đại dương. Đại dương à, hãy cứu tiểu yêu. Do you want?